Trong cuộc gặp Thủ tướng Tòa Thánh Vatican Hồng Y Pietro Parolin, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và trân trọng những tình cảm tốt đẹp của Giáo hoàng Francis và Thủ tướng Tòa Thánh Vatican dành cho Việt Nam. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Tòa Thánh Vatican Hồng Y Pietro Parolin đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam, Tòa Thánh Vatican, nổi bật là đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam và văn phòng đại diện thường trú tại Hà Nội đã đi vào hoạt động trong năm 2024. Hai nhà lãnh đạo cho rằng việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao và cơ chế họp nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự tôn trọng hiểu biết lẫn nhau. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Giáo hoàng Francis đã thăm hỏi động viên nhân dân Việt Nam vượt qua hậu quả cơn bão số 3, đánh giá cao và trân trọng những tình cảm tốt đẹp của Giáo hoàng Francis và Thủ tướng Hồng Y Pietro Parolin dành cho Việt Nam. Ông đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua Việt Nam đã tạo thuận lợi cho các chuyến thăm mục vụ của đại diện thường trú hiện nay, đặc phái viên không thường trú trước đây. Trân trọng những sứ điệp, huấn từ, thư của các giáo hoàng tiền nhiệm và giáo hoàng Francis gửi cộng đồng công giáo Việt Nam, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tinh thần người công giáo tốt là người công dân tốt, khuyến khích giáo hội công giáo Việt Nam đóng góp vào đời sống quốc gia vì lợi ích của toàn thể dân tộc trên tinh thần đối thoại và hợp tác. Thủ tướng Vatican Hồng Y Pietro Parolin nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam trong chuyến thăm trước đây, khẳng định Giáo hội Công giáo Việt Nam luôn mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trên tinh thần chân thành, trách nhiệm, tin cậy và cho biết đại diện thường trú của Tòa Thánh tích cực hợp tác với Việt Nam. Ông cũng chia sẻ Giáo hoàng Francis mong sớm thăm Việt Nam, góp phần thúc đẩy mối liên kết giữa Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam, tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Tòa Thánh-Vatican.